Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay hai anh em đi lấy thêm hoa về trang trại trồng. Hôm nay có hai anh em thôi. Hoa rất đẹp đấy. Ở đây có rất nhiều loại hoa. Hôm trước bảo bốn hoa nói chơi nói vui mọi người thôi, chứ thực ra là đi mua hoa, mình đi mua dân mua hoa về chơi thôi. Giới thiệu các bạn Văn Giang Hưng Yên rất nhiều loại hoa. Đó, hoa hồng này. Đấy, các em gái này mùa đông thích hoa hồng này. Ai thích mua hoa thì cứ lên Văn Giang Hưng Yên nhá. Ở đây là vựa hoa, hoa gì cũng có. Hoa hồng đỏ đẹp đấy. Vào vườn mua hoa. Cô lấy cho cháu chưa? Đâu 400 cây đâu. Ôi trời ơi, ở lấy sáng giờ giờ mới lấy à? Rồi. 200 á? Thế nhưng mà chọn cho cháu như đợt trước ấy nhá. Thì đây chọn như cái nào nhỏ đó. 400 dạ yến thảo, à, ngọc thảo này. Mới cả là 10 ngọc thảo này. Đúng không? Bộ có 400 ngọc thảo nhờ. 10 dạ yến thảo. Cô có thực dược không? Dạ yến thảo bị chưa rủ á. Thế là dạ yến thảo đứng. Cái hôm mà cô bán cho cháu đây. 25.000 đồ đấy. Mà 20 mấy đây? 25.000 nhưng mà năm đấy có. Sẽ không còn. Mua hoa. Hôm trước cháu quay cái vườn hoa của cô lên bao nhiêu người hỏi nhá. Hoa này lúc này chạy mà. Ừ. Từ sáng ngày bao nhiêu người mua này. Đó. Ai nhà cô bán hoa hồng không? Cô? Hả? Không dạ. Có hồng chắp ba. Vâng. Của chắp ba. Hồng hồng cổ á. Nhưng hồng hồng nào đẹp? Hồng cháu đấy bảo hồng ngoại đúng không? Không, cái này hồng của chắp ba. Có cô hồng ngoại không? Cho bán cháu một bầu về chắp chơi. Tắt video rồi đã.